Xem tử vi ngày của 12 con giáp ngày 20 tháng 6 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, nhờ có các thần nâng đỡ mà mọi đường đi nước bước của người tuổi Tý đều thuận buồm xuôi gió. Quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp cho con giáp này giảm thiểu được tối đa những khó khăn, thiệt hại nghiêm trọng trong quá trình xử lý công việc. Tình cảm, phần trình tình cảm khởi sắc, nhân duyên cực vượng đem tới cho người độc thân nhiều cơ hội tốt để gặp gỡ kết duyên với đối tượng phù hợp. Tình cảm vợ chồng hài hòa phiên mãn trở thành ước muốn của không ít người. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, Mọi quyết định đầu tư, hợp tác đúng lúc đều đem về cho con giáp này dành thu khủng, góp phần củng cố nguồn thu nhập hiện có. Cẩn trọng, đừng núi này trong núi nọ nên dễ đánh mất người quan trọng bên cạnh. Tuổi giáp tỷ, vận thế tài lộc thuận lợi, tiền bạc dư giả. Tuổi bính tỷ, không còn căng thẳng, mệt mỏi về việc kiếm tiền. Tuổi mậu tỷ, tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, mâu thuẫn liên tiếp. Tuổi canh tỷ, nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình. Tuổi Nhâm Tý, sĩ diện bảo thủ nên khó giải quyết được khó khăn. Con số may mắn số 79, số 26, màu sắc may mắn màu trắng. Quý nhân phù trợ tuổi thân. 2. tử vi hàng ngày của tuổi Sửu công việc. Phần trình công việc của những chú trâu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy xuân sẻ. Đêm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám, chúng sẵn sàng bài mô và nghĩ cách bôi xấu danh dự uy tín của con giáp này. Do đó bản mệnh phải hết sức thận trọng trước mọi mối quan hệ, đồng thời phải cân nhắc kỹ lưỡng trong từng quyết định. Tình cảm Phần trình tình cảm đẹp đẽ sổ tỵ nhị hợp hỗ trợ ít nhiều tới con đường tình duyên của người tuổi sửu trong hôm nay. Đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi để bản mệnh bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương, cảm mến. Tài chính vận trình ta lộc lên xuống ổn định, nguồn thu nhập vẫn có dấu hiệu tăng tiến, nhưng do có điểm hao hụt nên tiền đầy rồi lại vơi. Cẩn trọng, điềm bảo có kẻ tiểu nhân gình rập và đe dọa tới vận trình công danh sự nghiệp. Tội ất sửu đi đúng hướng và tìm được nhiều cơ hội để thăng tiến. Tội đinh sửu tin vào khả năng sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức. Tội kỹ sửu hiểu lầm vì lý do nhỏ nhặt gây cãi với nhau nặng nề. Tội tân sửu có điềm bảo hao tài tổn của do suy nghĩ chưa kỹ càng. Tội quý sửu không có sự lắng nghe và chia sẻ. Con số may mắn số 11, số 36 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mão ba tử vi hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả dần tị tưởng hành xung dự báo có nhiều vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ dễ khiến cho con giáp này mất tinh thần mối quan hệ với cấp trên lẫn đồng nghiệp nảy sinh những xích mích do bất đồng quan điểm gián tiếp cản trở khả năng thể hiện năng lực của bản mệnh Tình cảm Vận trình tình cảm đón nhận nhiều tin vui, người độc thân đang có người theo đuổi nhưng bản mệnh lại sợ yêu, sợ cả khoảng thời gian mà có quá nhiều việc cần phải lo như lúc này. Tài chính Vận trình tài lộc có điểm sáng, nguồn thu nhập của người tuổi dần tăng nhanh rõ rệt mặc dù công việc còn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Đó là kết quả cho những sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Cẩn trọng, thái độ nóng nảy bốc đồng nên không có thiện cảm từ người khác. Tuổi giáp dân có điềm bảo những điều xui xẻo có thể ập tới bất cứ lúc nào. Tuổi bính dân tinh thần làm việc quẻ quại nên khó khăn. Dẫn tới khó khăn mà khó hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tuổi màu dân cần kiềm chế tính nóng nảy nói năng thiểu suy nghĩ. Tuổi canh dân chú ý đến tình huống trước khi nêu quan điểm tuổi nhâm dần nên học cách trân trọng những gì mình đang có. Con số may mắn số 19, số 72, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuốt. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn, dường như không có trở ngày nào quá lớn trong giai đoạn này những chú mèo có thể an tâm giải quyết các nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này phát triển các ý tưởng dự định còn đang dang dở. Tình cảm, vận trình tình cảm thăng hoa phơi phới, tình duyên nở rộ, người độc thân trở nên vô cùng quyến rũ và dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác giới. Sẽ rất nhanh thôi con giáp này sẽ thoát khỏi tình trạng cô đơn vì tìm được người ưng ý. Tài chính, vận trình tài lộc được duy trì ở mức trung bình. Nguồn thu nhập chỉ đến từ công việc chính nên không có sự đột phá mạnh mẽ. Cẩn trọng, sức khỏe có vấn đề bất ổn, bản mệnh tránh bỏ bữa hay thức khuya để cải thiện tình trạng hiện tại. Tuổi ất mão, vận trình tình cảm trong ngày bị hung tinh ngãn trở. Tuổi đinh mão, gia đạo bất ổn, bất hoa ngày càng lớn. Tuổi kỷ mão, công việc đang trên đà phát triển rất tốt. Tuổi tân mão, thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc. Tuổi Quý Mão, cảm xúc tiêu cực, hay nghĩ đến những chuyện không vui. Con số may mắn số 4, số 7, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra có nhiều biến động, các mối quan hệ xã giao không thật sự tốt. Như con giáp này vẫn hay nghĩ nên đừng nhẹ dạ mà cả tin. Họ nói gì cũng rầm rắp nghe theo. Những chú rồng buộc lòng phải cứng rắn, suy nghĩ thấu đáo, sản xuất nên biết cứng, biết mềm, đúng lúc. Tình cảm Phần trình tình cảm gặp sóng gió, ngũ hành xung khắc khiến cho tình yêu lửa đôi có điềm phai nhạt, đổ vỡ. Các cặp đôi yêu nhau không còn dành cho nhau những lời nổi hay cử chỉ quan tâm chân thành vì mỗi quan hệ không còn đem tới cảm xúc như thỏa mới yêu. Tài chính vẫn trên tay lọc đi xuống Tiền bạc đang giữ trong tay Phút chốc đã không còn nữa Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ Thói quen dị nhẹ dạ cả tình Của con giáp này Cẩn trọng, điềm bảo có hòa tiểu nhân Đeo bám và phá hoại mọi công sức Bảy lâu Tuổi giáp thân, chuyện tình yêu không như ý muốn Tuổi bính thân Tình cảm vợ chồng được hâm nóng nhanh chóng Tuổi mậu thân Người độc thân đừng ngần ngại thể hiện tình cảm tuổi nhâm thình. Hiệu quả công việc nâng cao được cấp trên ghi nhận. Con sổ may mắn số 58 số 3, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối hành thông, bản mệnh tìm được công việc phù hợp với mình. Đó đơn giản chỉ là công việc đem tới cho con giáp này nguồn cảm hứng tích cực nếu giữ được tinh thần làm việc hết mình, phải chỉ kiên trì bền bỉ thì người tuổi tỵ sẽ có biết bước tiến xa trong tương lai. Tình cảm Vận trình tình cảm vui vẻ, người độc thân do nhân duyên tới muộn nên dành thời gian để phát triển sự nghiệp. Tình cảm vợ chồng vẫn đang tiến triển tốt nhờ sự bao dung, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau. Tài chính Vận trình tài lộc rực rỡ, người tuổi tỵ biết quan sát nắm bắt thời cơ tốt nên thu lại một khoản tiền ca khá, khá trong giai đoạn này cẩn trọng, suy nghĩ cực đoan do ảnh hưởng của cục diện tị hỏa tự hình. Tội ất tỵ con đường công danh sự nghiệp xuân sẻ thuận lợi. Tội đinh tỵ mối quan hệ tình cảm không có sự cảm thông chia sẻ. Tội kỷ tỵ chấp nhận thử thách, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Tội tân tỵ không biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt. Tội quỷ tỵ người đã có gia đình cần đề phòng nguy cơ kẻ thứ ba. Con sổ may mắn số 89, số 31, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc. Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ và hứa hẹn sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Lời khuyên dành cho con giáp này vào ngày hôm nay nên tận dụng cơ hội trước mắt để đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh sự nghiệp nhờ có quý nhân trợ lực. Tình cảm, Vận trình tình cảm không được như ý muốn, ngũ hành hỏa vượng là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ vợ chồng thường nảy sinh những tranh cãi mâu thuẫn. Điềm bảo tệ nhất có thể đứt gánh giữa đường nếu như người trong cuộc không biết kiểm soát các cảm xúc tiêu cực. Tài chính Vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, tuổi ngọ lúc này đã có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân, đem lại cuộc sống đủ đầy, sung túc cho những người thân yêu. Cẩn trọng, nhẹ dạ cả tin nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng, tuổi giáp ngọ tài chính có dấu hiệu thất thoát hao hụt tuổi bính ngọ nên giữ bình tĩnh giữ thái độ đúng mực khi trao đổi công việc tuổi mậu ngọ hôm nay cũng không phải là thời điểm lý tưởng để mạo hiểm đầu tư tuổi canh ngọ cố gắng giữ bình tĩnh và sự tỉnh táo để không đưa ra những quyết định sai lầm tuổi nhâm ngọ mối quan hệ tình cảm nhiều bất ổn khúc mắc con số may mắn số 12 số 23 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi dần. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi, nhờ có thực thần che chở mà người làm nghề buôn bán kinh doanh có nhiều cơ hội để đột phá hơn. Nhân cơ hội tốt này, bạn mệnh nên tranh thủ tạo dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp để có thể có những khách hàng đồng hành và đối tác tiềm năng trong tương lai. Tình cảm Vận trình tình cảm, cảm sắc người đã lập gia đình vì mãi mê khẳng định chỗ đứng trên thương trường mà hoài hợt, vô cảm với nửa kia. Còn người độc thân cũng bận rộn với công việc xây dựng sự nghiệp mà chưa sẵn sàng đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Tài chính, vẫn trình tài lộc do dào, các hạng mục đầu tư đều may mắn thu về những khoản không nhỏ giúp cho người tuổi mùi có một khoản tích lũy dư giả. Cẩn trọng, mâu thuẫn, xung đột, không thể dung hòa khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tuổi Ất môi dễ gặp mâu thuẫn trục trặc trong chuyện tình cảm. Tuổi Đinh Mùi mâu thuẫn nổi tiếp mối quan hệ tình cảm rơi vào khoảng lặng. Tuổi Kỷ Mùi trạng thái tinh thần xa xúc nhiều nỗi muộn phiền. Tuổi Tân Mùi dễ làm đường lạc lối vì không có chính kiến sự quyết đoán. Tuổi Quỷ Mùi con đường tài lộc bất ổn cần tỉnh táo trong các quyết định đầu tư. Con số may mắn số 63, số 15 màu sắc may mắn, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông. Tinh thần làm việc không biết mệt mỏi, sự chịu thương chịu khó của con giáp này luôn được cấp trên nhìn thấy và đánh giá cao. Tuy nhiên tâm trạng phức tạp đôi khi nóng giận và bất cần dễ khiến cho con giáp này phải gánh lấy những hậu quả nặng nề. Tình cảm, vận trình tình cảm ảm đạm, thân tị, tương xung, báo hiệu điềm chẳng lành liên quan đến chuyện tình yêu lửa đôi. Tuổi thân hết lòng yêu thương và nồng nhiệt bao nhiêu thì đối phương lại hờ hững, lạnh cảm bấy nhiêu. Tài chính, vận trình tài lộc có biến động, thói quen chi tiêu phung phí dễ đưa con dấp này vào tình trạng thủng thiếu nợ nần chồng chất. Cẩn trọng, sự lơ là, bất cẩn trong công việc đa phần tới từ cảm xúc riêng tư chi phối tuổi giáp thân vận trình tài lộc tăng tiến bất ngờ nhờ may mắn ập tới tuổi bính thân tìm được đối tác tin cậy thể hiện ốc tính toán nhạy bén tuổi mậu thân nhân duyên kiểm sát dễ gặp điều buồn phiền tuổi canh thân không biết trân trọng tình cảm hiện có tuổi nhâm thân đôi lửa qua giải hiểu lầm khúc mắc tình cảm con số may mắn số 37 số 93 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tý 10. Tứ vi hàng ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Dậu tỵ tâm hợp báo hiệu vận trình, công danh bổng lộc gặp nhiều may mắn, năng lực được công nhận. Người tuổi giàu được cấp trên trao cho nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình, nhờ đó mà mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp, nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà những chú ga dần nhận ra bản thân trước nay đã quá vô tâm với nửa kia của mình. Ngay lập tức, bản mệnh dành phần lẫn thời gian rảnh trong ngày để quan tâm, chăm sóc, chia sẻ với đối phương những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Tài chính Vận trình tài lộc dư giả, dù là người làm công ăn lương hay là người làm nghề tự do cũng đều có khoản thu nhập trên mức ổn định trong ngày. Cẩn trọng, sự lo lắng và suy nghĩ chỉ khiến cho con giáp này càng thêm mệt mỏi, căng thẳng. Tội ất dậu, đề phòng chiêu trò hãm hại, gây khó dễ từ kẻ tiểu nhân tuổi đinh dậu tình cảm có điềm bảo rạn nứt đổ vỡ tuổi kỷ dậu nên học cách kiềm chế cảm xúc che giấu sự sắc bén của bản thân tuổi tân dậu hãy tự biết cách bảo vệ bản thân trước những rắc rối không đáng có tuổi quỷ dậu cảm xúc thay đổi thất thường dễ nóng nảy và cảo gắt con số may mắn số 10, số 8, màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi sửu 11 tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi mọi khúc mắc khó khăn sớm được giải quyết ổn thỏa con đường đi tới thành công chỉ càng còn có vài bước chân chỉ cần con giáp này kiên trì với những sự lựa chọn của bản thân thì sẽ nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn tình cảm vận trình tình cảm vô cùng thăng hoa người tuổi tuất may mắn tìm được một người đồng điệu với mình cả về suy nghĩ lẫn lý tưởng sống Cảm tưởng như cả hai sinh ra là để dành cho nhau, mối quan hệ có khả năng tiến xa hơn nữa. Tài chính, vận trình tài lộc và ổn, nguồn thu nhập ổn định giúp cho bản mệnh có thể duy trì tốt chất lượng cuộc sống hiện tại. Cẩn trọng, sự đơn điệu, cứng nhắc trong suy nghĩ chỉ càng khiến cho con giáp này mãi dậm chân tại chỗ. Tuổi, giáp tuất đối mặt với nhiều sự lựa chọn liên quan đến tương lai. Tuổi, bệnh tuất sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, Tuổi mậu tuất phải trải qua nhiều thăng trầm trắc trở trong chuyện tình cảm Tuổi canh tuất cảm thấy tổn thương vì sự vô tâm hời hợt của người ấy Tuổi nhâm tuất mắc các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa con số may mắn số 48, số 57, màu sắc may mắn màu cam quý nhân phù trợ tuổi thân 12. tử vi hàng ngày của tuổi hài công việc vận trình công việc của người tuổi hài trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đang xen các tình nâng đỡ nhưng lại bị tiểu nhân lấn ác. May mắn là người tuổi hợi kịp thời nhận ra những biến chuyện tiêu cực nên ngăn chặn được những tai họa nghiêm trọng. Những ý tưởng mới được cấp trên ủng hộ nên việc cất nhắc người tuổi hợi lên vị trí cao hơn chỉ là chuyện sớm muộn. Tình cảm Vân trình tình cảm lên xuống thất thường, tính khí nóng nảy và cả tôi quá lớn của cả hai khiến cho mối quan hệ tình cảm này khó lòng chung hòa tốt. Lời xin dội, lời xin lỗi dù muộn hay vụn về, bao giờ cũng tốt hơn là sự im lặng. Tài chính Vận trình ta lọc khởi sắc, khả năng quản lý tài chính thông minh giúp cho người tuổi hợi tích lũy được một khoản kha khá dùng trong những trường hợp cấp bách. Cẩn trọng, hung tinh đeo bám, chuyện xô xẻo, kéo đến cùng lúc khiến cho con giáp này khó thoát khỏi cảm giác mệt mỏi. Tuổi ất hợi, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, tay vận hành thông, tội tinh hại điềm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám tội kỹ hại người làm kinh doanh có thêm những khách hàng tiềm năng tội tân hại con đường tình duyên gặp nhiều sóng gió trắc trở tội quỷ hại người độc thân cần tích cực tham gia hoạt động tập thể con số may mắn số 4, số 12, màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi tý